Đây là bài review 2 trong sách tiếng Anh lớp 6 tập 1 chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì Tuyến đang cầm trên tay mình là quyển sách học sinh. Ngoài ra thì phần sách, tức là sách này là sách giáo khoa đấy. Còn ở sách bài tập thì nó lại phân mục rất là rõ ràng, cũng tương tự như là sách này. Thế thì đây là phần review trong sách học sinh để review lại unit 4, unit 5, unit 6. Như vậy trong một tập 1 thì chúng ta có hai bài review. Tập 2 chúng ta cũng có hai bài review. Ở bài review này cô Tuyến chữa về phần âm cho các bạn. Và cái phần âm trong tất cả các bài kiểm tra mà các bạn cần phải làm, nó là tìm từ có gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. Và đây cũng là phần mà đề thi đại học cũng có, đề thi chuyển cấp cũng có. Phát âm nếu mà liên quan đến cái này thì nó là kỹ thuật để chúng ta làm bài. Nhưng nếu bình thường thì nó liên quan đến nói, đúng không? Chúng ta bắt đầu với pronunciation bài số 1. Vì các âm dưới thì cô sẽ không làm vì là nó dễ. Phần này là phần nó liên quan đến bài tập kiểm tra, rồi thi lên cấp, rồi luyện đề. Chúng ta đọc là sit, wonders, dessert. Vậy trong ba từ này chỉ có mỗi sờ này được phát âm là s, còn lại đều là z. Thế cho nên là ngoài kỹ thuật của 44 âm ra thì chúng ta phải có lượng từ vựng, và từ vựng thì nó sẽ thông qua bài reading, các làm bài tập. Cheap, teach, bread. EA là dấu hiệu của âm y dài. Ở đây chúng ta có cheap, teach và bread. Vậy C có phát âm khác. Rồi, cái này hay đây. Trong rất nhiều bài livestream của cô Tuyến có nhắc đến hai từ là sugar và sure. Mặc dù xuất hiện là sờ nhưng nó là dấu hiệu của âm SH. Nếu các bạn đã từng xem bài này của cô hoặc học phần phát âm ở luyện phát âm englishemam.com thì các bạn biết cô nhắc hai từ này liên tục vì rất là nhiều người sai. Vậy trong câu 3, B là phát âm some. Sugar, sure, some. Excuse, between, cathedral. Lặp lại nào. Excuse thì E này được phát âm là Y ngắn. Between thì E này được phát âm là Y ngắn. Vậy nếu dùng phương pháp loại trừ có ba cái, hai cái giống nhau thì đương nhiên cái C này là cái khác. Đây là cách làm loại trừ. Cathedral. Riêng cái từ này thì nó là âm y dài. Nhưng nếu trong trường hợp các bạn không biết âm từ này thì các bạn sẽ tìm ra hai từ có phát âm giống nhau thì một từ còn lại sẽ bị loại. Câu số 5, modern, crowded và celebrated. Modern, modern, crowded và celebrate, celebrate, celebrate. Celebrate. Từ này có phát âm khác các từ còn lại. Khi đưa từ này vào thì nó cũng không lắm, bởi vì the phát âm là the. Celebrate, đúng không ạ? Rồi, ok. Cái này liên quan đến phụ âm thì khá là dễ, hoặc ending sound cuối cùng thì dễ. Còn nếu nó là âm giữa hoặc nguyên âm thì chắc chắn là các bạn phải làm gì? Phải nắm được dấu hiệu nhận biết của 12 nguyên âm đơn và 8 nguyên âm đôi. Thế thì cô mới khuyên các bạn là gì? Chúng ta vào mục English A-mum. Đây, ví dụ chúng ta sẽ vần vào đây cho cô này. English A-mum này. Chúng ta vào phần dưới này cho cô này. Đây, phần luyện phát âm này. Luyện phát âm, luyện ngữ điệu nó nằm ở đây. Và chúng ta đang học tiếng Anh cấp 2. Các bạn sẽ vào mục này thì sẽ có phần luyện phát âm, luyện ngữ điệu. Sẽ có rất nhiều nội dung cho các bạn đọc. Ok chưa? Rồi, cảm ơn các bạn. Bạn nào nếu như không vững vàng về âm hoặc không thể tự học được thì cô khuyên các bạn nên học khóa kỹ thuật phát âm chuẩn Anh Mỹ để đọc từ, nhìn từ đọc chuẩn không cần tra từ điển, khóa VIP Pro bằng cách liên hệ với hotline hoặc đăng ký theo website để được tư vấn trước khi đăng ký khóa học. Cảm ơn các bạn.